Và ngay sau đó thì Công Quang đã có một tình huống chuộc lỗi, một tình huống chuyền lên rất tốt, một cú ra chân của tiền đạo mà số 9 Trọng Thi. Hello anh em, nay mình lại có mặt tại Bình Sơn để đá một trận thi đấu giao lưu với lại mấy anh em ở Bình Sơn nha. Rồi, hy vọng lại có những cái bàn thắng và những pha xử lý hay cho mọi người cùng xem. Bắt đầu thôi. Và đây là những hình ảnh được chúng tôi bình luận vào livestream trực tiếp trên sân bóng Xuân Lộc Phát 19 tại Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai. Quân với trang phục là sắc đỏ trên sân. Bên kia chiến tuyến thì đội bóng xây dựng xuất thủ ngày hôm nay họ cũng ra điều khiển trận đấu này ông trọng tài chính Hoài Thương. Vừa rồi là cú ra chân của tiền đạo mang áo số 11 Tiến Garabeu. Và cầu thủ mang áo số 6 là Quốc Anh. Rất cần. Vừa rồi là cú ra chân của cầu thủ mang áo số 8 Thảo Đi Nhô. Ngày hôm nay Trọng Thi đang thi đấu cặp tiền đạo trên hàng công với tiền đạo mang áo số 11 là Tiến Garabeu. Vẫn là Quốc Anh. Trọng Thi. Vừa rồi thì Quân Can Tê đã có tình huống phạm lỗi đối với Trọng Thi. Vẫn là Trọng Thi. Quốc Anh. Cơ hội đây rồi. Không kịp. Vẫn là cầu thủ vào số 6 Thảo Đi Nhô. Trọng Thi. Dứt điểm đi. Trọng Thi. Quốc Anh. Thảo Đi Nhô. Vẫn là Thảo Đi Nhô. Cú ra chân rất nhanh của hậu tiền vệ vào số 8 và Dừa Khô trong tình huống vừa rồi đã phải làm việc rất vất vả. Trọng Thi. Thuận Petro. Cú lắc đầu cơ bản của tiền vệ vào số 19. Nhưng cặp tiền đạo của đội bóng áo vàng trong tình huống vừa rồi đã không tận dụng được sai lầm của Công Quang. Và ngay sau đó thì Công Quang đã có một tình huống chuộc lỗi, một tình huống chuyền lên rất tốt, một cú ra chân của tiền đạo mà số 9 Trọng Thi. Bóng găm thẳng vào góc cao. Và cú bay người của Dưa Khô trong tình huống vừa rồi chỉ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bàn thắng vừa rồi mà thôi. Sẽ có tình huống đá biên cho đội bóng áo vàng. Mất bóng rồi. Trọng Thi. Lên bóng cho đội bóng. Vừa rồi là cú ra chân của Thảo Đi Nhô. Một tình huống ra chân hơi vội vàng của Thảo Đi Nhô. Khi mà lực lượng tấn công của đội bóng áo đó là rất nhiều. Tín Gà Đất Bơ. Châu Kha. Quân Can Tê. Quân Can Tê. Thuận Petro. Tèo Sinh. Rất khéo. Thuận Petro. Ngọc Long hả? Trọng Thi. FC xây dựng Xuân Thủ. Kết quả của hiệp 1 cho tới lúc này thì số vẫn đang là 1-0. Nghiêng về đội bóng Petro Demex cửa hàng xăng dầu 19. Bàn thắng duy nhất được ghi cho tới lúc này do công của cầu thủ vào số 9 là Trọng Thi. Đây là Quân Can Tê. Phản công cho Petro Demex. Mất bóng rồi. Châu Kha rất khéo. Vẫn là cầu thủ vào số 16 Trọng Biên. Cơ hội đây rồi. Một đầu. Quân Can Tê. Trọng Biên. Tấn Đạt. Cú ra chân rất căng của tiền đạo màu số 19 Tấn Đạt. Không thể vượt qua được cái bóng áo vàng thứ hai. Bê Mọi. Mất bóng rồi. Tèo Sinh.
Xuân Hùng ra chân, cú đá rất nhanh. Lên bóng cho Quý Gỗ, rất khỏe. Vừa rồi là pha xử lý rất khôn ngoan. Tiếp tục là một tình huống mà cầu thủ áo số 5 đã cho thấy được tỷ số là 2-1 dành cho đội bóng áo vàng. Quốc Việt, đây là Ngô Hoàng. Tèo Sinh dứt điểm đây. Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực dứt điểm của Tèo Sinh, bằng một cú trích mũi giày thì Tèo Sinh đã giúp cho đội bóng Petrolimex cửa hàng xăng dầu 19 Quân Bình được tỷ số. Và hy vọng trong thời gian tới anh em giới phụ ý khu vực Đồng Nai nói riêng. Vâng, chúng tôi đang nói tới giới phụ ý khu vực Đồng Nai thì đội bóng Petrolimex cửa hàng xăng dầu 19 đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Bàn thắng mất bóng rồi. Đây là Châu Khả. Léo Viên. Tiến Đạt. Lại một tình huống bắt bóng không an toàn của Công Quan. Đây là Xuân Hùng. Vẫn là Petrolimex. Xuân Hùng 4-3. Và cú đúp dành cho tiền đạo vào số 7 Xuân Hùng. Tình huống phối hợp 1-2 ấn tượng của hai số 7 của đội bóng áo đỏ. Như vậy là lúc này thì hiệp 2 trận đấu giữa hai đội bóng đã được bắt đầu. Cố Cảnh. Những tình huống xử lý bóng và cầm bóng phải nói là cực kỳ chắc chắn của tiền vệ vào số 6 Quốc Anh. Trọng Thi. Tình huống khống chế và quay xoay người dứt điểm rất đẳng cấp của tiền đạo vào số 9 Trọng Thi. Và sau khi được trở lại sân thì anh đã có cú đúp cho mình. Trí Tưởng. Quốc Anh. Tèo Con. Trọng Thi. Quốc Anh. Những tình huống phối hợp rất đẹp mắt của đội bóng Petrolimex. Những tình huống đập nhà phải nói là cực kỳ ăn ý. Tình huống phát bóng lên của Xuân Thủ. Nỗ lực tranh chấp cấp bóng của Quân Can Tê. Trọng Thi. Đây là Tèo Con. Vẫn là Nhật Long. Tiếp tục là cầu thủ vào số 9. Pha bày người rất đẹp mắt của Vĩnh Trình. Trọng Thi. Tèo Con chọc khe. Pha chọc khe rất đẹp mắt của Tèo Con. Mất bóng rồi. Quân Can Tê. Châu Kha. Phản công cho xây dựng xuất thủ. Châu Kha. 4-3. Như vậy là cầu thủ mà áo số 9 Xuân Thủ đã rời sân. Bên phía đội bóng xây dựng Xuân Thủ. Và vào phần thay cho anh là cầu thủ mà áo số 18 Bia Mọi. Vào rồi. Và đó là tình huống ghi bàn và làm bàn của cầu thủ mà áo số 15 Tèo Sinh. Không, Tèo Con. Tèo Con sau khi được tung vào sân đã có bàn thắng cho riêng mình. Thì anh sẽ thi đấu trên vị trí hàng công của đội bóng áo đỏ. Tiếp tục là một tình huống bay người rất đẹp mắt. Ngày hôm nay thực sự là một ngày thi đấu cực kỳ thăng hoa và hưng phấn của tiền vệ mặc áo số 6 bên phía đội bóng áo vàng. Quốc Anh. Tèo Con. Cú dứt điểm rất căng của Tèo Con. Pha đánh đầu, pha bóng của Công Quang.
Rõ ràng là sở trường của Công Quang không phải là vị trí thủ môn. Chính vì thế mà trong hiệp 1 thì Công Quang đã thi đấu không thực sự tốt. Nhưng trong hiệp 2 này, sau khi được tung vào sân và thi đấu ở vị trí trung vệ của đội bóng áo đỏ thì Công Quang đã thi đấu rất tốt. Được racing xuống biên, Trọng Thi tèo con, được racing dứt điểm đi, vào rồi. Ngay sau khi được tung vào sân thì Đức Duy Sinh đã mở tài khoản của mình. Vẫn là Châu Kha, Châu Kha Quý Gỗ. Rất tiếc cho Quý Gỗ trong tình huống vừa rồi. Trọng Thi phản công cho đội bóng áo đỏ. Quốc Anh, Trọng Thi mất bóng rồi. Tình huống không chế bóng không thành công của tiền đạo áo số 9. Đá góc, đánh đầu. Tình huống đánh đầu. Và nếu như Quý Gỗ thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình như trong hiệp 1 thì sẽ giúp cho đội bóng áo vàng Quân Bình được tỷ số. Đối với tiền vệ màu số 6 này, Châu Kha, cú dứt điểm rất tốt của Châu Kha, nhưng Vĩnh Trinh một lần nữa lại cho thấy khả năng bay người cản phá của mình. Cối Petro Limex, cửa hàng xăng dầu 19. Những người ekip làm truyền thông. Trọng Thi cuộc đọ sức giữa hai đội bóng Petrolimex cửa hàng xăng dầu 19 và xây dựng Xuân Thu. Cho tới lúc này tỷ số đang là 7-4 nghiêng về đội bóng Petrolimex. Và vừa rồi thì cầu thủ áo số 88 là Sơn Nhóc đã nâng tỷ số trận đấu lên thành 8-4. Đây là Sơn Nhóc mất bóng rồi. Vừa rồi là một tình huống tranh chấp có lỗi hy của tiền vệ mặc áo số 20 Thành Trung dành cho thủ thành Vĩnh Trinh. Minh Hiếu sút xa, rất bất ngờ cú sút xa của Minh Hiếu. Bóng đã đi ăn ra má ngoài và chính vì vậy nó tạo thành một quỹ đạo bay cực kỳ khó lường. Châu Kha sút xa. Vâng, vào đúng lúc này thì ông trọng tài chính ông Hoài Thương vừa nói còi kết thúc cuộc đọ sức giao hữu đầu xuân giữa hai đội bóng Petrolimex cửa hàng xăng dầu 19 và cầu thủ FC xây dựng Xuân Thu. Đã xong rồi, giờ thì mình đang trên phà để về lại Sài Gòn đó. Thì đi Bình Sơn đá cũng hơi xa, phải đi ngang qua phà Cát Lái nè. Thì tranh thủ đi xa xôi đá chút kiếm chút mồ hôi. Hoàn cảnh buổi tối tại phà Cát Lái cũng khá đẹp nha anh em. Xem nhé. Giờ thì về nhà rồi nha. Xuất phát từ 3:30 chiều đến nơi hình như là 5:30. Và 6 giờ đã xong 8 giờ chạy một mạch về tới Sài Gòn. Bây giờ là đang ở nhà lúc 22 giờ, 10 giờ tối. Anh em thấy mình
có siêng năng đi kiếm kèo đá banh để quay phục vụ anh em không? Nếu anh em thấy mình siêng năng thì cho mình một like, một subscribe nha. Vì mình cũng sợ không có clip đều cho anh em xem, nên thành ra cố gắng có kèo đá banh nào thì chơi kèo đá banh đó. Một chặng đường đi 50 cây số xuống Bình Sơn đá xong rồi đi 50 cây số về thì cũng khá là mệt. Giờ thì đi ngủ, nghỉ ngơi thôi. Và ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Mình là Phạm Trung Thi. Xin chào và hẹn gặp lại.